giờ như cái Cửa Ngọc bây giờ là như đâu cho biển rồi. Cũng không đây đó. Ừ, đúng không? Ừ. Mấy nhiều camera quay nào các bạn quay mặt lại Trịnh Hương không thấy mặt nè. Ok. Mệt không em? Phở đá video phở đá đúng không? Ai che ô cho thải nhá. Thank you.
Vàng mà ổn.
cẩn thận nhá. Trơn.